Nguyễn Hồng xin kính chào anh chị nhé. Thì hôm nay lại vừa mới một tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ xá xị vừa mới hoàn thành xong. Đấy. Và như các anh chị đã biết thì hình ảnh của cụ Di là cưỡi kỳ lân này, cưỡi long quy, cưỡi cá chép thì là những cái hình ảnh khá là quen thuộc rồi. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một tác phẩm nha. Thật sự độc đáo và mới lạ luôn, và một cụ Di Lặc ngồi trên lưng của một cụ thềm thờ anh chị nhá, và được chế tác trên chất liệu là gỗ xá xị gù hương. Đấy. Một tác phẩm rất là đặc sắc và độc đáo, mới lạ luôn ạ. Sau đây thì em sẽ quay sát cái thần thái của cụ Di Lặc cho anh chị mình có thể xem kỹ hơn này. Đấy, một cụ Di Lặc với thần thái rất là tươi vui hoan hỷ. Anh ơi, anh chỉnh cái ánh đèn cho em một cái, nó bị cái bóng này. Đấy. Cụ Di Lặc với nụ cười rất là tươi vui và hoan hỷ anh chị nhá. Đấy, những cái viên ngọc ở phía trên cổ của cụ này thì cũng làm rất là tròn này, rất là kỹ luôn. Đấy, buông thõng xuống dưới ngực của cụ đây này. Đấy. Và phần bụng của cụ đây này rất là to tròn và nhiều vân gỗ. Đấy. Và phía trên vai của cụ thì các anh chị cũng đã để ý nhìn thấy rồi, đó chính là một cành đào chị nhá. Một cành đào với những cái hoa trái rất là chín mọng này, nở rộ, làm cực kỳ kênh bong và sạch sẽ luôn này. Đấy. Rất là kỹ lưỡng luôn, với những cái cánh hoa, với những cái lá này làm rất là mềm mại chị nhá. Những cái bông hoa thì được tỉa tót rất là kỹ càng cùng với phần nhụy hoa đây ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, và đi liền với hình ảnh của cụ Di Lặc đó chính là hai chú tiểu đồng anh chị nhé, hai chú tiểu đồng đây. Một chú thì đang ngồi trên một cái cánh tay của cụ này, đấy, rất là tinh nghịch, đang cầm một cái chỉnh vàng, mặt rất là bầu bĩnh và đáng yêu. Đấy. Một chú tiểu đồng bên đây thì đang leo lên cái phần vạt áo của cụ này, đang bám lấy cái phần vạt áo ở ngay cái chỗ phần lưng quần của cụ đây. Đấy, khuôn mặt quá trời bầu bĩnh luôn anh chị này, khuôn mặt búng và sữa luôn, rất là dễ thương. Đấy. Cùng với một đồng xu rất là to đang treo ở trên cái cành đào mà cụ đang cầm trên vai đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn với hình ảnh cụ Di Lặc đây. Đấy, cụ Di Lặc với cái dáng ngồi rất là thoải mái này, nụ cười thật là sảng khoái luôn. Đấy, vào trên hoa văn ở trên quần của cụ anh chị có nhìn thấy không ạ? Hoa văn đồng xu nhá, rất là đẹp ạ. Ở phần tà áo thì được làm thành những cái viền này. Những cái phần nếp gấp xô lại của cái phần quần áo rất là mềm mại này. Đấy, những cái móng chân, những cái ngón tay đây làm cực kỳ là kỹ lưỡng luôn. Và phần trên của tác phẩm này thì quá xuất sắc rồi anh chị nhá. À, làm ở bên em BU là bóng bẩy lên cực kỳ là tuyệt vời luôn, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và phía đằng sau lưng của cụ này chị cũng có thể nhìn thấy được, đó chính là phần nón này, cái nón này anh chị nhá. Đấy, đấy là cái phần cái nón này đằng sau, mặt đằng sau lưng cụ. Thì một lát em sẽ quay ra anh chị mình xem nhá. Tác phẩm này thì là đục tứ diện này ạ. Đấy. Với chiều cao là 81 ngang 56 và sâu là 38 anh chị nhá. Đấy. Tác phẩm này em sẽ báo giá cho anh chị là 6.800.000 đồng ạ. 6.800.000 đồng bao ship cho anh chị nhá. Và tác phẩm này thì cực kỳ nặng gỗ luôn. Đấy, như các anh chị đã nhìn thấy thì phần dưới của tác phẩm này chính là một cụ thềm thờ anh chị nhá. Phần dưới của tác phẩm này là một cụ thềm thờ rất là to, được chế tác trên chất liệu gỗ xá xị. Và cụ thềm thờ này thì cũng đang nằm trên rất là nhiều những cái tiền xu, tiền vàng này, những cái thỏi vàng này. Đấy, rất là to. Đấy, thần thái thì quá là nhìn chất không ạ. Cụ thềm thờ này nhìn thần thái rất là chất nha anh chị nhá. Và phần vân gỗ xá xị thì tuyệt vời rồi. Đấy, phần gai châm ở trên lưng rất là tỉ mỉ, gai châm tỉ mỉ luôn anh chị nhá. Đấy, cái phần móng vuốt này trời, cực kỳ chất luôn ạ. Đấy, cái phần móng vuốt này rất là chất luôn nha anh chị nhá. Đấy, tác phẩm này thì có, nếu mà em ước tính khoảng phải gần 50 cân nha anh chị nhá. Vì thực sự là hai người bê cảm thấy rất là nặng. Hai người bê mà còn thấy rất là nặng luôn. Ở đây là mặt đằng sau của tác phẩm ạ. Đây, đục tứ diện với phần tà áo của đằng sau của cụ này rũ xuống, tạo nên một cái nét đẹp rất là mềm mại. Rất là mềm mại luôn này, nón của cụ đây ạ. Và phần dưới đó chính là lưng của chú cụ nha. Lưng của cái chú thềm thừ, của cụ thềm thừ này. Đấy, một cái chân thứ ba đây ạ, vẫn đủ ngón, bốn ngón chân luôn này. Đấy, vẫn đủ bốn ngón chân luôn đấy. Rất là nhiều tiền vàng, tiền xu phía bên dưới, mình gai châm tỉ mỉ. Anh chị đã biết là riêng một cụ Di Lặc này thì đã đục về tiền công như thế nào rồi. Mà phía mặt đằng dưới đây nha anh chị, áng chừng được cái giá cho em,
án chừng được cái giá cho em mà một cụ dây lặt ngồi như trên đấy mà chất gỗ xá xị là đã bao nhiêu rồi ạ? Đấy, mà lại còn đục thêm một cụ thềm thừa ở phía dưới đây, cực kỳ nặng gỗ, đặc gỗ cực kỳ luôn anh chị nhá. Khoảng tầm phải 50kg cho tác phẩm này. Đấy, một cụ thềm thừa này thần thái rất là chất luôn ạ. Tác phẩm này đục cực kỳ mới lạ và độc đáo. Một cụ dây lặt ngồi trên lưng của một cụ thềm thừa, vừa mang lại niềm vui hạnh phúc này, vừa chiêu hút tài lộc này, đồng thời cụ thềm thừ còn giúp cho chúng ta mang lại rất là nhiều điều may mắn trong cuộc sống và cho công ăn việc làm, trong sự buôn bán kinh doanh đấy, rất là đẹp. Và một cụ thềm thừ, và cụ thềm thừ này thì cũng có luôn cả đồng xu anh chị nhá, đây có một đồng xu đính kèm đây anh chị nhá. Đấy, một tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ xá xị gù hương rất là độc đáo và mới lạ đấy. Những cái hình ảnh của cụ Di Lặc đứng kỳ lân hay ngồi kỳ lân, hay là ngồi long quy hay đứng cá chép gì thì để là hình ảnh rất là quen thuộc rồi. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu anh chị được một tác phẩm này rất là độc và lạ luôn, mà anh chị nào mình bỏ lỡ thì rất là đáng tiếc anh chị nhá. Và mọi chi tiết về sản phẩm này hoặc các anh chị mình muốn hữu duyên rước cụ về, gọi ngay cho Tường Gỗ Nguyễn Hồng ạ, số điện thoại 0987336318 và 0966336318 anh chị nhá. Một tác phẩm này vừa mới hoàn thiện xong luôn này, rất là đẹp ạ. Và rất cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video này của Tượng Gỗ Nguyễn Hồng.